đối tác là người nước ngoài thì chúng ta sẽ tặng cho họ quà gì. Và cách đây mấy ngày thì tôi có một anh bạn làm về phân phối lốp ô tô, thì có một cái bác khách người châu Âu sang đây, thì bạn ấy đặt một cái vấn đề, đó là bây giờ chúng ta sẽ tặng họ một cái quà gì. Thì cái quà hoa sen trước đây thì tôi đã làm cho bạn ấy rồi, thì tôi mới gợi ý cho bạn là chúng ta hãy làm một cái logo gì đó của cái ông chủ đó. Thế là bạn ấy mới đưa cho tôi một cái logo của cái hãng như này. Thì tôi mới gợi ý cho bạn ấy là mình sẽ làm lên trên một cái phôi gỗ, và đây là phôi gỗ pơ mu của Yên Bái. Cái phôi gỗ này thì nó sẽ rất là thơm, nó mang cái mùi thơm của núi rừng của Việt Nam. Và cái thứ hai là trên cái phôi gỗ này nó có rất là nhiều cái vân. Nó lại có một cái rất là tương đồng, đó là cái logo của hãng này, nó lại có một cái con trâu ở đằng trước. Và khi đặt vào đây thì con trâu nó đang phi như này. Đó, cái vân gỗ nó quyện vào nó giống như là một cái khói bụi nó bay ra. Nó tượng trưng cho cái sức mạnh, nó thể hiện được cái sức mạnh của cái logo này. Và sau đó thì khi mà làm xong thì chúng tôi sẽ còn đục thêm một cái đường diềm ở bên ngoài. Và cái đường diềm này sẽ mang một cái văn hóa của Việt Nam, mang cái nét văn hóa, đó là một cái chi tiết hoa văn từ thế kỷ 15. Và sắp tới đây quý vị sẽ nhìn thấy. Cho nên là quà tặng hãy đến với Bùi Gia để chúng tôi có thể sáng tạo và giúp ích cho quý vị nha.